Vương Mai Như Huỳnh mến chào cả nhà. Hôm nay em Huỳnh quay cho cả nhà xem ha, là cái lô mai Đại Lộc em Huỳnh đang giao lưu với cả nhà đây. Thì nó có cái bông hoa này, cả nhà thấy là nó đang nở rất là đẹp luôn. Đây cả nhà, bốn ngón tay em Huỳnh nha. Mai Đại Lộc với cả nhà, và nó đang có một cái nụ nè. Đại Lộc là hoa chùm chùm luôn á cả nhà, hoa chùm. À, và đặc biệt một điều, Đại Lộc nó có một cái khuyết điểm là nếu như năm nay á, là nó có thể nó bị đốc năm cánh, nhưng mà năm sau á, thì nó không bị đốc như cả nhà. Nên đừng vội thất vọng khi nếu như nó bị năm cánh. Còn đây đa số thì em Huỳnh thấy là mặt hoa nó nhiều cánh đây. Và cả nhà đang yêu thích loại Đại Lộc và muốn sưu tầm mai Đại Lộc, và cũng như là không cần phải mất thời gian mà mình chăm sóc nhiều, và muốn để chơi hàng ngày xong rồi chơi Tết nữa, thì em Huỳnh đang có một cái lô Đại Lộc rất là đẹp luôn đây. Thì lô Đại Lộc này là một cái lô là ghép gốc bứng cả nhà. Thường ghép hai mắt bo, hoặc là có cây một mắt bo, có cây thì cũng ba mắt bo nha. Tạo thành một cái thế con tàn xu bấm ngọn, để tạo thành cái thế là uốn ắn ra, kiểu như là uốn lượn cho nó cong, cho nó tạo tàn cả nhà. Đó. Rồi cây thì em thấy là nó, đây cái tàn của nó nè, cả nhà thấy không? Đó, ở giữa một cái mắt bo nó tạo tán ở trên ha. Rồi một cái bên đây nó tạo thành cái thế ngang. Cây rất là đẹp luôn. Cây này về chúng ta nếu như khai thác, chúng ta lấy được một ít bo. Rồi ngoài ra là chúng ta nuôi thêm, nó cũng cứng cáp. Đây ví dụ như cây này nè cả nhà, thích ghê chưa. Quanh nó nhỏ, vừa vừa có, trung có ha. Nhưng mà tàn nè, cả nhà thấy cái tàn hết biết không. Nói chung là có các kiểu luôn, các cỡ luôn á cả nhà. Có cây thì nó cũng to lắm nè, gốc nó to. Ôi cái cây nó lá như thế này nè cả nhà. Đó, gốc nè ha. Nói chung là tạo làm sao nhìn cái tán nó đẹp, nó thẩm mỹ cả nhà. Đó, cây này là dạng như mini để bàn thôi. Và em thấy các cái gốc của nó nè, mắt ghép của nó cũng khá nè cả nhà. Rồi thì cây như thế này là 250 một cây. Ai lấy hai cây em Huỳnh sẽ bao phí ship. Một cặp sẽ là 500, em Huỳnh sẽ bao phí ship nha cả nhà. Trời ơi, có cây nó cũng khá ghê luôn nè cả nhà, nó đẹp. Đó, có cây thì gốc nó cũng nhỏ nha cả nhà, nhưng mà nó cũng đang tạo tán, tạo tàn hết đây nè. Và những cây này thì chúng ta dễ chăm lắm, nói chung là ít có vất vả, ít có cực cả nhà. Tại vì đang đã bấm ngọn, nó con tàn một lần rồi. Cao thì nó tầm khoảng 2 gang tay em Huỳnh thôi nha, không cao lắm. Vì bấm ngọn là con tàn. Và nếu như cả nhà mình về, cả nhà mình nuôi thì cứ vô cái chậu to hơn một tí. Xong rồi cả nhà có thể là tưới dưỡng rễ MBN ha, cứ để như vậy mà nó sẽ tạo chi nhánh đâu thêm. Và cũng không có cực chăm đâu cả nhà, không có cực chăm. Rồi, ai yêu thích thì alo cho em Huỳnh nha. Rồi bên đây không thể nào thiếu cái hàng siêu nụ đâu cả nhà. Mai dảo siêu nụ, siêu hot hot bên vườn mai em Huỳnh luôn. Được ghép gốc quấn rễ, các gốc đều quấn rễ hết. Và cỡ như là đầu đũa mà không ăn tới cây bút bi thì nó tầm tầm kiểu như thế này. Về chiều cao á, là khoảng tầm một gang tay em Huỳnh có, một gang tay trở lên. Nhưng một gang tay thì nó cũng tạo được 1, 2, 3 cái nhánh nha cả nhà. Ghép cũng được vài tháng rồi, cứng cáp rồi. Thì cây này á, về chúng ta chăm sinh trưởng là tốt. Thì khách hàng của em Huỳnh ở ngoài Hà Nội á, chú khách chú chuộng ngoài Hà Nội cũng mua số lượng cũng nhiều, và về ngoại thì chú cảm thấy là chú ưng. Thì nhân đây thì em Huỳnh cũng rất là cảm ơn những khách hàng gần xa đã ủng hộ em Huỳnh thời gian qua. Và chính vì nhờ cái sự phản hồi đó mà em cố gắng là dù phản hồi như thế nào thì em cũng tiếp nhận, và coi như là em sẽ ghi nhận ý kiến rồi rút kinh nghiệm để mà hoàn thiện cái kênh của mình thêm. Thì khách hàng đôi lúc thì em Huỳnh cũng không có thể nào làm vừa lòng 100%, nhưng mà em Huỳnh sẽ cố gắng. Rồi nếu như cả nhà mình đang cần cái giống mai này và yêu quý kênh của em Huỳnh, và cũng như là cây mai vàng ở miền Nam, thì hãy alo cho em Huỳnh với số điện thoại là 0949234525. Và đây là cây dảo siêu nụ nha cả nhà, dảo siêu nụ hay dảo siêu bông, 125.000 một cây. Ai lấy hai cây thì em Huỳnh sẽ bao phí ship nha cả nhà. Và rồi thì đây em có một loại nữa, đó là cúc vip cả nhà, cúc vip ha. Cúc vip nó sẽ là 80.000 một cây. Ai lấy ba cây thì em Huỳnh sẽ bao phí ship. Và cúc vip như thế này cả nhà, cái này về chúng ta lấy bo được rồi. Và cái dây chì này nếu chúng ta lấy bo chúng ta gỡ ra, tại vì là em Huỳnh dựng đứng lên để cho nó tạo mấy cái nhánh nhỏ nhỏ ra này cả nhà.
80.000 một cây nha. Ai lấy 3 cây mình sẽ bao phí ship, cúc VIP, nở phùng đẹp lắm. Rồi bên đây em có là cúc 2 tầng của bông đại bông. Cúc 2 tầng bông đại bông thì là 80.000 một cây luôn nha. Rất là đẹp, mặt hoa rất là đẹp luôn cả nhà. Và rồi thì em mình lên mấy loại như vậy ha. Rồi bên đây em mình có là giảo cam. Giảo cam là một cái màu cam cà gót cả nhà, một màu cam cà gót ha. Và cam cà gót này thì nó giảo thì nó chỉ 5 tới 8 đến 12 cánh thôi. Nó không có nhiều cánh nha cả nhà. Cây này nó đang rất là tốt đây, giảo cam. Cây này thì 80.000 một cây nha cả nhà. Ai lấy 3 cây mình sẽ bao phí ship. Màu gan tay máy mình thôi à. Và rồi thì em có một cái loại giảo mà nó đang rất là thịnh trên thị trường, đó là giảo bạch kim. Giảo bạch kim là lá cẩm thạch, lá đủ màu hết, hoa màu vàng, kết hợp rất là nhiều màu trên một cái cây. Quá tuyệt vời đúng không cả nhà? Rồi cây này là giảo bạch kim nha. Giảo bạch kim 350 một cặp, một cây sẽ là 200.000, em Huỳnh sẽ bao phí ship cho mình. Và rồi bây giờ là nguyên cái lô mà họ Hương hôm trước em Huỳnh quay ha. Nguyên cái lô họ Hương đó đó là gốc bứng. Gốc rất là đẹp luôn. F2 mắc bơ cả nhà. Nở một cái bông hoa cực dễ thương. Đây. Và cái này về chúng ta lấy bo nè, chúng ta tạo tán nè, rất là lời. Khi ta nuôi lại nữa thì nó rất là dễ chăm. Đó, cây tầm tầm như thế này ha. Em hình đo nè. 1 2 gang, khoảng cỡ 3 gang tay em mình. Và cây nó như thế này đây. Đó. Rồi có cây thì nó như thế này cả nhà, rất là đẹp luôn. Gốc bứng nha cả nhà, gốc bứng. Em để cái tay cả nhà mình xem nè, khá to luôn. Quanh 90 luôn cả nhà. Và bên đây cũng vậy ha. Rồi cây như thế này 450 một cây, ai lấy một cây em mình cũng bao phí ship. Rồi kế bên đây em có một cái loại cúc 24. Cúc 24 cánh đó cả nhà. Thì nó nở rất là lâu tàn. Và mấy bo quá trời luôn nè. Nếu như ai mà lấy bo thì alo cho em mình là lấy bo. Để em mình biết em mình có, nếu mà cây còn thì em mình sẽ ưu tiên là lấy dài. Lấy cái tược nó dài để chúng ta về lấy bo. Còn nếu như mà ai mà chỉ nuôi thêm thôi thì em cũng sẽ ưu tiên là lấy cây nó thấp thấp và tạo tán ha cả nhà. Rồi em Huỳnh rất là mong sự ủng hộ của cả nhà, cũng như là ủng hộ tất cả các giống mà bên vườn mai em Huỳnh luôn. Thấy mình tham không cả nhà? Đây là rồng bay nha. Rồng bay là 80.000 một cây, ai lấy 3 cây Huỳnh sẽ bao phí ship. Rồng bay cả nhà, cúc rồng bay nha. Rồi em có một loại nữa là giảo phú quý. Giảo phú quý cả nhà, nghe cái tên là nghe là thấy là cao sang rồi đúng không ạ? Giảo phú quý. Giảo phú quý này 80.000 một cây luôn nha. Nói chung mình lấy bo nha cả nhà. Lấy bo rồi nuôi thêm. Có khách dạo em mình đấy, lấy bo rồi bỏ luôn, không phải đâu nha. Chúng ta lấy bo là lấy được một ít thôi. Rồi đừng có lấy nó nhiều, lấy nó nhiều nó bị si cây. Ví dụ chúng ta bấm chừng một ngọn hai ngọn thôi. Đó, để cho nó tạo tán rồi ra chúng ta lấy bo nữa ha. Rồi em có tư lông nha, tư lông quá trời luôn. Tư lông tốt ơi là tốt luôn cả nhà. 80.000 một cây luôn, ai lấy 3 cây mình sẽ bao phí ship cúc tư lông. Rồi em mình mến chào cả nhà và rất mong rằng là cả nhà mình hãy bấm kênh đăng ký, chia sẻ và cho em mình một cái like để em mình sẽ lên nhiều video nữa. Cảm ơn cả nhà.